đường 3 tháng 2, thành phố Cần Thơ nha quý vị ơi. Giờ này là lúc 15 giờ 10 phút chiều ngày 28 tháng 2, 2018. Vừa qua ngã tư đường Mậu Thân, bây giờ đang ở trên đường Trần Hưng Đạo. Đây là cầu Nhĩ Kiều quý vị ơi. Qua khỏi cầu Nhĩ Kiều này chúng ta sẽ đến đường Hồ Dương. Tại đường Hùng Dương này cũng có một cái quán cà phê trùng tên là quán cà phê Hùng Dương, ngay tại đường đó. Tại đây về phải sẽ đi Nguyễn Trãi đây. Đi thẳng thì sẽ lên được Trần Phú, chứ bên phải cũ đó quý vị. Thì tôi quay trái qua Cách Mạng Tháng 8.
nhà màu vàng phía trước cao đó là của sổ số kiến thiết Cần Thơ đúng. Xét nghiệm chất lượng cao này đây. Thì cũng mới khánh thành thời gian gần đây này. Đang xem tôi ghi nhận lại đường phố Cách Mạng Tháng 8, thành phố Cần Thơ. Giờ này là lúc cả hơn 5 giờ chiều ngày 28 tháng 2 năm 2018. Đây là giờ cao điểm mà không có một cái vụ kẹt xe nào trên đường cả. Video cũng đã dài rồi quý vị ơi. Cảnh cuối của video này tôi xin quay sơ qua cửa của công viên nhà văn hóa miền Tây. Đây nè, đây là quý vị bên trái nè. Qua khỏi một chút xíu tới chỗ bán bàn ghế thì có một cái công viên thiếu nhi đây nè. Thì chỗ công viên thiếu nhi này là chỗ công viên ngoài trời lớn nhất ở Cần Thơ. Nếu quý vị nào thích hãy dẫn con vào buổi tối chơi rất là vui, nhiều trò chơi. Xin chào quý vị và các bạn nha. Hẹn ở video tiếp theo.